nhà anh trồng mít Thái. Để trồng được cỏ nhung nhật thì đầu tiên các bạn phải làm bằng phẳng mặt đất và sau đó các bạn rải một lớp tro lên tầm 2 đến 3 phân và sau đó các bạn chọn lọc được những cái mảnh cỏ tươi nhất để mà chúng ta xé ra như thế này đi. Chúng ta xé đều trên cái mặt tro ha và sau đó thì chúng ta rải một lớp tro lên. Mời các bạn xem bước 2 nhé. Khi cỏ đã xé xong như clip trước thì chúng ta phải chuẩn bị tro và tro ở đây là được đốt từ cái vỏ trấu nha các bạn. Chúng ta phải rải đều trên cái mặt cỏ mà chúng ta đã xé như thế này. Đó, chúng ta phải rải đều trên cái mặt cỏ nha. Đó, rải đều hết và khi đó chúng ta phải tưới một lớp nước lên để cho tro và cái rễ của cỏ nó sẽ được hòa quyện vào với nhau, giúp cỏ mình phát triển rất tốt. Mời các bạn xem bước 3 nhé. Khi các bạn rải tro trên bề mặt cỏ xong thì chúng ta phải tưới nước như thế này ha. Chúng ta tưới làm sao cho tro nó được ngấm vào cái bộ rễ cỏ nhung nhật như thế này. Đó, giúp cho cỏ nhung nhật phát triển rất là tốt luôn. Đó, thì qua đây các bạn đã biết được 3 bước trồng cỏ nhung nhật rồi ha. Và hãy nhớ follow và tìm cho mình nha. Và hãy chờ cái clip thu hoạch mình sắp ra nha. Thì tầm 22 ngày đến 30 ngày là chúng ta có thể thu hoạch được rồi nhé. Cỏ rất là xanh mướt và chúng ta phải dùng cái dụng cụ chuyên dụng để chúng ta rạch những cái mép cỏ ra như thế này. Hãy chờ clip tiếp theo nha. Khi các bạn đã phân chia cái phần cỏ ra xong thì bây giờ chúng ta phải dùng một cái dao chuyên dụng để chúng ta cắt cái phần rễ của cái thảm này đi. Thì một khổ như thế này là tầm 50cm, thì một cuộn chúng ta gồm 2 khổ là 1m². Are you okay? Okay, okay. Khi các bạn đã cắt thành 2 khổ xong thì chúng ta phải dùng cái mảnh bao chúng ta bó lại như thế này và chúng ta phải dùng một cọng dây chúng ta cố định ở giữa lại và sau đó chúng ta sẽ cột hai đầu hai bên. Đường quê quanh con xanh ngát kéo nhanh tàu mò. Khi các cuộn cỏ đã được bó xong thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị một chiếc xe gắn máy và phía sau chiếc xe gắn máy chúng ta phải hàn một cái khung sắt để chứa cỏ như thế này. Chúng ta phải nhặt từng cái mét cỏ lên chúng ta để, thì tầm một chiếc xe như thế này chúng ta có thể chở từ 20 đến 25 cuộn ha. Đó, thì qua đây các bạn cũng đã biết cách vận chuyển cỏ từ trong cái cánh đồng ra ngoài lộ lớn rồi ha. Nhà anh trồng mít Thái, năm bán được bao nhiêu đâu à, gần triệu trên trái. Thì qua đây các bạn cũng đã biết được nó từ lúc bứng đến khi vận chuyển ra con đường lớn như thế này. Và khi đó thì chúng ta phải chờ một chiếc xe tải và chất lên và chuẩn bị vận chuyển thôi. Thì các bạn đã biết từ lúc mà cách trồng đến mà lúc thu hoạch rồi ha. Cảm ơn các bạn nha, hãy thả tim follow cho mình nha.